I got this. But hey, after I clean up this mess, you, me, bottle of whiskey, couple rocket launchers, we'll make an evening of it. Come on, Sam. You know I'm more of a minigun girl. Try not to get yourself blown up out there, tough guy. I'll do my best. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Nhân này và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series Samurai nha các bạn. Cái gì vậy? Cái bình thuốc này. Và hay thế, đi ra ngoài đó là cái con sâu khổng lồ nó ăn mình liền. Không chơi được. Ở tập rồi là mình khám phá cái kim tự tháp này. Nó thổi tung đầu với tượng nhân sư luôn. Má đù. Yeah, I'd be mad too if I couldn't see my own chunk. Chưa gì hết rồi. Chào đón mình nè. Rồi, ra đây. Đi một vòng lượm đồ cái. Cái thằng hập đó. Cái game này nó có ô cũng hơi kém mày hả? Né rồi. Đang kiếm cái cây mì gần đi con sâu coi. Chỗ này nó thông nhau phải. Nhấp nó một cái trở dừng lại được, thấy không? Nhấp nó một cái lại dừng lại mình lùi ra được khúc nữa. Đỡ bàn đàm. Is what I call a gun.
Thì súng này súng không lựu. Súng này bắn là gì? Mà mở đạn quá à. Ui, một viên một. Rồi chưa? Trong này cầm sóc lên hai nòng cho chắc. Ngoài đó ghê quá. Có cái hẻm nhỏ nữa nè. Vào đời vào lối nhỏ. Vào đời bằng lối nhỏ này. Má khỉ này chứ trời. Ở đây kẹt rồi. Chắc mình đi đường dưới. Ok, cái này là đường thông nhau thôi. Shit. Space monkey. Oh shit. Đâu rồi? Just like mom used to say, the only good space monkey is a dead space monkey. Lên. Ngon. Giáp dần đóng máu. Mình thấy đóng rồi chứ có 8 giọt à. Trời ơi. Ui. Thấy nè.
Ha, Dương không chết kìa. Ờ à, chết. Khó thấy nó thiệt chứ nó đèn đèn. Ui. Dặn cổ rồi nè. Thù không. Đâu nữa. Thôi. Đi chậu giọt thôi. Khỉ. Nó kiểu là khi mà mình chiếu đèn vô là núp sau cái cột liền. Thôi giọt anh. Bẻ cổ mày nè. Văn tự gì đây? Thôi, bỏ đi. Cái này có đường lên. Mình mệt mỏi với mấy cái hầm này ghê luôn á. Vậy mà bữa mình tính chơi Tomb Raider mới ghê. Ok, ra đây được rồi. Khỏe rồi đó. Đang nổ. Đấm giáp. Đi hết rồi. Trời. À, cái đầu của con ngựa. Bay. Khẩu súng đạn dược. Nó rớt mắt ra luôn rồi. Nó nghe cái gì á. Đây có gì không? Rồi đi tiếp thôi.
Có 5 viên rồi nè. Đằng này được 20 viên, đằng này ăn nổ rồi. You guys don't know it yet, but you are seriously doomed. Viên phóng lựu chết. Ghi nhận nha. Ừ. Cái gì kìa? À giáp. Tìm tìm đặt thêm thịt à, cái cửa nãy bị khóa giờ kiếm chè lượm mớ đạn coi. Nó nhìn tưởng thằng người không? À, cửa xanh rồi, cửa xanh rồi. Qua thôi. Đi, nó mở ra cái cửa kìa. Đừng nói thả mình vô mê cung nha. Mệt lắm luôn á. Mình không có kiên nhẫn đâu. Nó cho mình mấy cái ký tự kìa. Cái này vô được không? Là... À chưa, là mình phải kiếm mấy cái ký tự đó. Chỗ này mới mở khóa. Phải kìa. Ok, hiểu rồi. 11 viên. Khỉ.
đi vòng vòng mình kiếm hết đi. Này cửa là khóa nè. Là ý sao mới cho mở? Cái nhà này hình chứa chìa khóa lắm. Cái chỗ nào có chìa khóa không? Ở đây 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 đây. Có một chút mà được liền gì. Bây giờ mình kiếm mấy cái đền không? Thì vô được rồi nè. Này lầm. Lầm hết à. Khó chịu, khó chịu quá các bạn trời. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. À, nó tới đâu, nó không biết được rồi. Này là chìa khóa của thần nha. Osiris. Rồi. Mình lụm chìa của thần Osiris rồi. Tôi thật tích sỏi từ đây sao?
rồi. Đẹp nó kìa, ui nó bự vãi. Hình như bên kia còn cái đoạn. Đây đúng ta, đúng rồi đúng rồi. Vậy là trong cái khu này có hai cái đền nữa. Trên đầu nó bắn đùng đùng cho anh này. Này giống như cái căn cứ của cái bọn ngoài tinh ấy. Đây rồi. Nó không cho mình ra ta. Nãy giờ mình xuống cũng sâu lắm á. Kìa, nhìn cái ống á, cái ống này, cái đường mình đi xuống á. Phải lấy à. Bởi vì người ta nói cái đế chế Ai Cập hồi xưa liên quan tới người ngoài hành tinh. Game lấy cốt truyện y chang. Dòng nó giống như cái chìa khóa luôn á. Quinn, Horus is sao? Online and spitting out plasma like a That's amazing. We finally got an actual piece of Syrian tech running. We learned everything we know from reverse engineering, but we've never been able to make any of their stuff work. Oh my god, do you realize what this... Quinn, I'm glad you're happy, but there's a bar stool out there with my name on it. And if I'm not mistaken, we got one more of these things to get running. Oh, right. Sorry. Okay, the other power generator is over in Luxor. Get that spun up, and you can head for the showers. Copy that. Bây giờ mình phải đi đâu ta? Đi ngược về. Rồi. Xong rồi, mình mở cái mình kích hoạt cái gì ở trong cái tàn tích này. Giờ sao? Đi lên nè. Okay, cho mình đi lên luôn nè. Ở ngoài còn hai ba thằng mập đứng vậy. Lắc xo gì.
Rồi này có không bích cửa luôn rồi. Giờ sao? À, leo qua đây. Set game nè. Ui, máu boss. Hay thơ. Đừng sao cũng không vậy. Thick skin. Ui, da mày dày thế. Cái gì đây? Ngon. How you like this? Mày đòn. Mày. And stay down. Tưởng gì? Mày có gì không? Không. Không có gì cả. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.